Please give a warm welcome. Xin chào đón các cầu thủ đến từ đội Bumblebees. Number 4, Vedder Freeman Kennedy. Number 24, Nguyễn Đại Hiệp. Number 55, Stone Jr. Augustus Lewis. Number 88, Nguyễn Đường Quang Anh. Và đây sự xuất hiện của cầu thủ The Performance Lab. Number 0, Michael Cruikshank. Number 6, Nguyễn Phúc Vinh. Number 17, Dasam Apisitinan Leng. Number 47, Huỳnh Trực Nhân. Và ngay lúc này, trọng tài sẽ tiến hành thủ tục tung xu quyết định bóng thuộc về đội nào trước tiên. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục với trận đấu thứ hai ở bảng C, trận đấu giữa Bumblebees và The Performance Lab. Bumblebees là những người thi đấu trong trận đấu màu vàng, còn The Performance Lab là đội thi đấu với chiếc áo màu trắng. Trước đó thì ở bảng đấu này, VN Select đã có chiến thắng trước New Sport với tỷ số 18-14. Và đây sẽ là trận đấu thứ hai ở bảng B, ở bảng C. Trận đấu tại Nha Trang thì trong đội hình của The Performance Lab đã có sự bổ sung của Michael Cruikshank, người sẽ thay thế cho Nguyễn Anh Kiệt. Cú ném của Dasom, bóng là trong tay của Michael Cruikshank. Tiếp tục là Dasom ném hai, vẫn chưa có điểm cho cầu thủ người Thái Lan. Quang Anh đưa bóng cho Vedder Freeman, fade away, chỉ chạm được vành rổ của Freeman. Những điểm số đầu tiên đã đến với The Performance Lab. Đó là lỗi của Michael Cruikshank. Houston, tình huống yểm trợ không tốt của Vedder Freeman. Ngay lập tức đã có chat talk giữa Guston và Michael Cruikshank. Và các trọng tài đã phải nhắc nhở cầu thủ hai bên cần phải giữ bình tĩnh. Bóng trong tay của Trực Nhân. Bây giờ là Cruikshank đối đầu với Nguyễn Đường Quang Anh. Ném không thành công của Trực Nhân. Vedder Freeman lỗi đẩy người, lỗi của Huỳnh Trực Nhân. Freeman pha xử lý khéo của Vedder Freeman nhưng cú ném thì không tốt. Đó là Guston, cú rổ thành công. Dasom ném nhanh, lại là lỗi, đó là lỗi của Vedder Freeman. Trực Nhân, tác giả của Michael Cruikshank. Liên tiếp là những tình huống thổi phạt của trọng tài. Số lỗi lúc này đang nhiều hơn số điểm. Trực Nhân, đường truyền quá dễ bị bắt bài. Guston không khống chế được bóng. Đây là trận đấu đầu tiên của cả Bumblebees và The Performance Lab tại chặng 2. Và có vẻ như họ vẫn đang có chút lập bập. Trực Nhân liên tục bấm phách, cú lên rổ hơi nhẹ,
Mai Cường cú xanh. Cú xanh tự rebound. Trực Nhân vượt qua được Guston. Điểm số cho Huỳnh Trực Nhân. Rất mạnh mẽ. Và đội Freeman đã có điểm số tiếp theo của mình. Phục Vinh, một mình một rổ. Phục Vinh không thể bỏ lỡ cơ hội. The Performance Lab đang dẫn trước 4-2. Một ném của Vedder Freeman, Nathan Bennett. Pha ném rổ quá ngọt của Vedder Freeman và cướp bóng thành công. Nói về ngọt thì tất nhiên không thể quên đi Sugar Quang Anh. Và liệu có hai điểm hay không đây? Hơi đáng tiếc khi bóng chỉ chạm được vạch rổ thôi. Cũng không có điểm cho cú ném này của Phúc Vinh. Tỷ số đang là 4-4. Guston. Lỗi diễn ra trước khi Guston thực hiện tình huống lên rổ. Đại hiệp. Một sự thay đổi trong đội hình của Bumblebee cho chặng 2 khi Nguyễn Đại Hiệp thay thế cho Từ Dương Huy. Guston đổi sang đối đầu với Dasom. Dasom đã chủ động lùi. Mạnh cường cúi xanh. Khoảng trống. Không có điểm cho Trực Nhân. Thêm một cú ném trượt nữa, bóng về tay Dasom. Dasom ném 2. Có vẻ như sẽ cần thêm thời gian cho Bumblebees và The Performance Lab để họ tìm được sự chính xác. Bây giờ là Vedder Freeman. Một trận đấu mà hiệu suất ném của hai đội đều đang không cao. Nhưng ít ra lúc này thì số điểm cũng đã nhiều hơn số lỗi. Tỷ số điểm đang là 4-4, còn tỷ số lỗi là 4-3. Ngay lập tức đã có thêm lỗi của The Performance Lab. Guston về đầu với Trực Nhân. Muốn xử lý khó. Guston không thành công. Đổi quyền kiểm soát bóng cho Bumblebee. Đột phá nhanh đến từ Guston. Rất nhanh. Dasom quyết định ném. Hai điểm cho Dasom. Vedder Freeman có lời đáp trả. Michael Cruisanh. Không được. Lại có lỗi. Lỗi của Vedder Freeman. Hèn đồ dẻo của Cruisanh và cơ hội thuộc về Phúc Vinh. Nguyễn Đường Quang Anh. Vedder Freeman dễ dàng đẩy được Ba Song. Cruisanh hơi nhẹ của Michael Cruisanh. Quang Anh không qua được Phúc Vinh. Guston một ném tốt, một điểm được ghi. Wai Pekeron đứng lên rổ chống trải cho Dasom. Phúc Vinh phạm lỗi. The Performance Lab đã có 6 lỗi đồng đội. Lỗi tiếp theo sẽ là tình huống mà họ đối mặt với những quả ném phạt của Bumblebee. Và cầu thủ Bumblebee cũng đang chủ động nhắc nhau về số lỗi đồng đội của đối phương. Khoảng trống. Điểm cho Guston, 2 điểm được ghi. Tỷ số là 9-7 nghiêng về Bumblebee. Dasom.
không có ai tranh bóng với Freeman. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều, 4 phút 53 giây. Bây giờ thì lỗi nào của The Performance Lab cũng sẽ khiến họ phải đối mặt với nguy cơ mất điểm. Freeman, không có điểm cho Freeman, nhưng anh đã thành công ở second chance của mình. Sugar Quang Anh phòng thủ rất hay, reverse lap không thành công. Và trọng tài xác định lỗi tấn công. Đó là lỗi tấn công của Bumblebees, và bây giờ thì họ cũng sẽ phải lo lắng về những tình huống phạm lỗi của mình khi Bumblebees đã có 5 lỗi. Phục Vinh hơi nhẹ, đá xôm là không phải, đó là Trịnh Nhân. Trịnh Nhân là người đã rebound để tạo ra cơ hội cho Michael Quy Xoanh. Có lẽ cần phải nhắc các cầu thủ rằng đây là bóng rổ chứ không phải là các bộ môn võ. Sự căng thẳng đang được đẩy lên. Các đồng đội đang phải cố gắng tách Phúc Vinh ra thật xa khỏi những cầu thủ của Bumblebees. Chúng ta cùng xem lại những gì đã diễn ra giữa Phúc Vinh và Sugar Quang Anh. Quang Anh cũng đã cố ngoắc tay bằng được để kéo Phúc Vinh ra ngoài. Một tình huống mà cả hai đội đều chơi rất nhiệt. Và việc không còn giữ được sự bình tĩnh cũng là điều dễ hiểu. Đây cũng là một phần sự hấp dẫn của bóng rổ 3-3. Nội dung gắn liền với tính chất đường phố, nên tất nhiên chúng ta vẫn có các trọng tài để đảm bảo mọi thứ sẽ không đi quá giới hạn. Guston sẽ thực hiện những quả ném phạt cho The Bumblebee, sức bạn cho Bumblebee. Lỗi của các cầu thủ The Performance Lab. Lỗi tấn công. Guston, những động tác giả của Guston. Điểm cho Guston 12-7. Khoảng trống không được, một em trượt rổ của chứng nhân Guston. Một đường chuyền khó nhưng Guston vẫn xử lý rất mềm mại. Trực nhân tiến vào, điểm cho trực nhân. Lỗi của Đa Som. Và đó là lỗi thứ 10. Lỗi thứ 10 của The Performance Lab. Họ sẽ đối mặt với hai quả ném phạt và sau đó quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về Bumblebee. Bây giờ sẽ là khoảng thời gian timeout để các cầu thủ The Performance Lab tìm ra cho mình một giải pháp hiệu quả trong thời gian thi đấu còn lại. Phạt sẽ là Vedder Freeman. Một ném đầu tiên chính xác. Một ném thứ hai không thành công. Bóng vẫn thuộc về Bumblebee. Vedder Freeman phòng thủ tốt, một vài tranh bóng chính xác của Da Som.
thời gian tấn công của Bobby còn 9 giây, một cú đếm nhanh. Không có điểm cho Houston. Đá xóm. Houston rebound thành công. Raymond. Như vậy trọng tài xác định vừa rồi, các cầu thủ Bamobi chưa clear được bóng ra bên ngoài vạch 2 điểm. Do đó, pha ghi điểm của họ đã không được tính. Michael Cruzan. Đây là Vero Freeman. Ném E1. Phối hợp 2. Đá xóm. Khoảng trống cho Michael Cruzan. Hơi đáng tiếc thì anh lại không ghi được 2 điểm cho The Performance Lab. Vedder Freeman, cú ném trung bình. Đường chuyền. Lại đưa bóng ra ngoài. Đá dẫm vạch. Đáng tiếc cho Phúc Bình. Vừa rồi Đa Som đã có khoảng trống lên rổ, nhưng anh muốn có 2 điểm hơn và một tình huống chỉ ghi 1 điểm. Đáng tiếc là Phúc Vinh còn không có cơ hội ném. Vedder Freeman có đủ thời gian ngắm nghía. Freeman tự mình rebound. Houston. Cruz Anh, quá nhẹ. Quang Anh, Quang Anh ném 2 điểm cho Quang Anh. 18-8, chênh lệch 10 điểm. Đá xong. Đã có lỗi. Có tình huống để mang tới những hy vọng cho The Performance Lab. Điểm số đã được tính và Đá xong sẽ có thêm 2 lần ném phạt, vì vừa rồi đã là lỗi thứ 7 của Bumblebee. Cú ném đầu tiên thành công. Không được. Houston bắt bóng. Quang Anh tiến vào trong. Điểm cho Sugar Quang Anh. Bobby bây giờ chỉ cần đánh chắc và từng tình huống ghi 1 điểm cũng là quá đủ cho Cruzan. Và cái điểm của Michael Cruzan. Quang Anh lại tiến vào. Lần này thì không thành công và Trực Nhân sẽ có cơ hội ném 2. 2 điểm cho Huỳnh Trực Nhân. The Performance Lab vẫn chưa bỏ cuộc. Freeman. Điểm cho Vedder Freeman. 20-13, chỉ cần thêm 1 điểm nữa thôi thì trận đấu sẽ kết thúc. Quang Anh. Đưa bóng cho Freeman để có thể kết thúc trận đấu. Sẽ là 2 quả ném phạt. Quá nhiều cơ hội cho Bobby. Có thể là cú ném để kết thúc trận đấu này. 21-13 cho Bumblebee. Chiến thắng cho Bumblebee trước The Performance Lab. Một khởi đầu suôn sẻ cho chặng 2 của các cầu thủ Bumblebee.